Sáng ngày 8 tháng 6, hơn 100.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 toàn thành phố có gần 106.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, hơn 11.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi môn chuyên và hơn 250 lượt thí sinh dự thi song bằng. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức thi, Hà Nội thành lập 201 điểm thi với hơn 4.500 phòng thi chính thức, hơn 400 phòng thi dự phòng đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Theo kế hoạch thi, môn ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được ra theo hình thức tự luận, thí sinh có 120 phút làm bài. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng, anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở. Sáng mai, thí sinh dự thi môn toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm 2024, những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 10 tháng 6. Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội luôn được đánh giá là có sự cạnh tranh khốc liệt khi chỉ có khoảng 60% thí sinh sẽ trúng tuyển vào các nguyện vọng công lập. Trong số trường trung học phổ thông Yên Hòa có tỷ lệ trọi cao nhất với một trọi 3,11, tức là trung bình. Cứ 3 thí sinh dự thi sẽ có một em đỗ. Xếp sau là trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông với tỷ lệ trọi là một trọi 2,9 và trường Trần Hưng Đạo Hà Đông với tỷ lệ trọi là một trọi 2,55. Điểm xét tuyển lớp 10 bằng điểm toán cộng điểm văn nhân 2, cộng điểm ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên. Dự kiến chậm nhất là ngày 2 tháng 7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội được công bố vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 7. Từ ngày 19 tới ngày 22 tháng 7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung. Chiều ngày 7 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp thông tin về kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày vừa qua. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giải đáp thắc mắc trước thông tin về việc sau khi hoàn tất bài thi môn Toán trong kỳ thi lớp 10 sáng nay ngày 7 tháng 6, phần đông thí sinh đã bày tỏ đề thi năm nay khó hơn năm trước. Đặc biệt trong đó có nhiều thí sinh đã khóc ngay sau khi kết thúc giờ làm bài môn này. Theo ông Nam, kỳ thi lớp 10 là tuyển sinh chứ không phải là tốt nghiệp để đánh giá kiến thức học sinh nên cần có sự phân hóa để tuyển học sinh vào đúng các nguyện vọng, các mô hình trường lớp. Ông Nam nói, đề thi có tính phân hóa, có dễ có khó để chọn được thí sinh năng lực giỏi, tư duy tốt vào các trường tốt đầu và sau đó lần lượt chọn thí sinh vào các trường ở tốt tiếp theo. Đặc biệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đề thi lớp 10 vẫn đảm bảo được theo yêu cầu tuyển học sinh khó thì khó chung, không ảnh hưởng đến nguyện vọng trường đã chọn của học sinh. Trong quá trình chấm, hội đồng chấm thi sẽ thống nhất đáp án để làm sao đảm bảo công bằng cho học sinh nhất. Và chủ trương chung trong việc biên soạn đề thi lớp 10, ông Hồ Tấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trước khi biên soạn đề thi lớp 10, hội đồng biên soạn sẽ xây dựng ma trận đề từ năm 2018 đến nay, hàng năm trong định hướng của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự tăng thêm về tính vận dụng kiến thức vào thực tế để áp dụng giải quyết vấn đề đặt ra. Hàng năm, lượng câu hỏi sẽ nhiều hơn. Đến thời điểm này, hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông 2026 để bước sang chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất học sinh, chứ không chỉ là kiểm tra đánh giá nặng về kiến thức như trước đây. Sau 120 phút, gần 100.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đây cũng là môn thi cuối cùng của các em không thi hệ truyền. Đề thi vào lớp 10 môn toán thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 gồm 8 câu với độ dài kín hai trang. Theo phần đông thí sinh, đề toán năm nay có tính phân hóa cao, có một số câu khá khó thậm chí một số em còn cho hay là vừa cầm đề lên đọc là đã choáng và không đủ thời gian làm hết các câu. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 116.296 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 77.355 học sinh, như vậy sẽ có hơn 35.000 học sinh không có cơ hội vào các trường công lập. Các em có thể chọn học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc là vào trung cấp nghề. So với năm ngoái, tổng số chỉ tiêu lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 6.000, trong đó hai trường giảm mạnh nhất là Trung học phổ thông Lương Văn Can và Trung học phổ thông Bình Triều với trên 200 học sinh. Hàng loạt trường giảm tuyển mới hơn 100 học sinh như Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Trương Vương, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, v.v. V. Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân là trường có tỷ lệ trọi vào lớp 10 cao nhất với một trọi 3,54. Tiếp theo là trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với vị trí thứ hai tỷ lệ trọi là một trọi 3,16. Tiếp theo là trường Hồ Thị Bi tỷ lệ trọi là một trọi 3,06. Sáng ngày 7 tháng 6, các sĩ tử lớp 9 tại tỉnh Đắk Lắk đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn đáng chú ý đề thi môn văn của tỉnh này phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu là bài báo có tựa đề những anh hùng giữa đời thường của báo nhân dân điện tử nội dung được trích dẫn liên quan đến câu chuyện về bốn thanh niên là hoàng anh tuấn đồng văn tuấn phạm quốc luật nguyễn kim long đã dũng cảm không quản ngại nguy hiểm lao vào đám cháy và cứu được bốn người đang mắc kẹt với ngữ liệu này, đề thi yêu cầu thí sinh trả lời các kiến thức đọc hiểu tiếng Việt, và đặc biệt là hỏi quan điểm của thí sinh về ý kiến, trong hoàn cảnh ấy ai cũng sẽ hành động giống như mình mà thôi. Ở phần nghị luận xã hội, thí sinh phải trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống hiện nay qua một bài văn ngắn 250 chữ. Còn phần nghị luận văn học, tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ đã được lựa chọn để thí sinh cảm nhận. Em Đinh Hoàng Mai Châu là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thành phố Bôn Ma Thuột, đánh giá đề thi có dạng đề quen thuộc và vừa sức. Mặc dù em cũng hơi bất ngờ khi đề thi vào tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ, nhưng em đã ôn và làm bài ở mức tương đối, em nói. Nữ sinh bày tỏ thích thú với ngữ liệu đọc hiểu, đây là vấn đề mang tính thời sự, tạo điểm nhấn cho đề môn Văn. Vấn đề nghị luận trong câu nghị luận xã hội cũng phù hợp với phần đọc hiểu, là vấn đề mà các thí sinh ôn tập kỹ. Em Nguyễn Gia Lâm là học sinh lớp 9 trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, thành phố Buôn Ma Thuột. Cũng bày tỏ sự hứng thú với đề văn thi vào lớp 10 của tỉnh. Em làm bài ổn và hy vọng sẽ đạt được điểm số như kỳ vọng, nam sinh nói. Sáng ngày 6 tháng 6, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hữu Lũng và Công an xã Vân Nham Lạng Sơn đã đến tận nhà đón em Lý Thị Uyên, sinh năm 2009, trú tại thôn Toàn Tâm, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tới điểm thi tại trường trung học phổ thông xã Vân Nham để kịp tham gia dự thi theo quy định. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, em Lý Thị Uyên không đến điểm thi làm thủ tục dự thi theo lịch. Sáng ngày 6 tháng 6, sau khi nắm được thông tin từ hội đồng coi thi, đến gần giờ thi nhưng thí sinh Lý Thị Uyên vẫn vắng mặt không rõ lý do. Công an xã Vân Nham đã tiến hành xác minh nhanh, phối hợp với tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực thi tuyển đã đến nơi ở của em Uyên để đưa em đến điểm dự thi đảm bảo thời gian theo quy định. Theo tìm hiểu của gia đình, em Lý Thị Uyên có hoàn cảnh khó khăn, mẹ vắng nhà đã lâu, bố đi làm xa, bản thân Uyên thì quên lịch dự thi, lại không có điện thoại để liên lạc biết được hoàn cảnh trên, các cán bộ công an đã động viên tinh thần, dùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời đưa em Uyên đến điểm thi. Quá trình di chuyển, các đồng chí công an đã động viên trấn an để thí sinh Lý Thị Uyên bình tĩnh dự thi. Từ nay đến hết ngày 7 tháng 6 khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 kết thúc, Công an Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm dự thi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã nắm được thông tin em Nguyễn Thị Yến Nhi là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, quận 12, là thí sinh dự thi lớp 10 không đủ sức khỏe để tiếp tục thi môn toán vào sáng nay ngày 7 tháng 6. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đang xem xét vận dụng các quy định để em Nguyễn Thị Yến Nhi được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập, theo đó bố trí sắp xếp để em học ở trường gần nhà tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập. Được biết vào sáng ngày 7 tháng 6, trong buổi dự thi môn toán, em Nguyễn Thị Yến Nhi không đủ sức khỏe để tiếp tục thi môn toán. Ngay lập tức, gia đình đã đưa Nhi vào bệnh viện trợ đẩy cấp cứu. Nhi là thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh năm nay. Trong ngày thi đầu tiên ngày 6 tháng 6, Nhi được hỗ trợ đến điểm thi bằng xe cứu thương. Trước kỳ thi, em bị tai nạn, bị gãy đốt sống lưng và ngực, phải nằm một chỗ. Cô Nguyễn Ngọc Vàng là giáo viên chủ nhiệm cho biết, 4 năm liền, Nhi là học sinh giỏi của trường. Sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã tạo điều kiện tối đa để Nhi học tập và thi cử. Các bài giảng được gửi cho Nhi qua Zalo hoặc là bố trí cho em học trực tuyến với thầy cô. Riêng thi cuối kỳ, giáo viên mang đề thi đến nhà cho Nhi làm.